học mình thấy giá trị nhất. Học rất là hào hứng. Rất là nhiều bài học. Rất là thực tế. Tạo rất là mong muốn để phát triển. Sau 3 ngày cùng làm việc thì mình cảm thấy gần như được giải phóng. Có rất nhiều kiến thức thầy Trọng đã truyền đạt, mình sẽ áp dụng vào cái doanh nghiệp của mình, cụ thể là 12 cái hệ thống. Hệ thống quản trị rất là quan trọng, đúc kết từ những kinh nghiệm của thầy Trọng. Người ta cạnh tranh chỉ sẽ tìm những cái điểm yếu yếu nhất để người ta xử lý. Ấn tượng nhất là với Bách Thanh, và thứ hai là mình cũng rất là ấn tượng đến chị Bích, con gái của Bách Thanh. Ngoài ra thì có chị Thanh Mẫu nữa. Do có mặt trong cái khóa học tự động hóa doanh nghiệp này là mình đi tìm con đường để phát triển hệ thống và nhân bản ra rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước. Mình hy vọng rằng qua khóa học này là mình sẽ về đẩy cái doanh nghiệp lên một cái mức tầm cao hơn và vươn ra tầm xa hơn. Tâm đắc nhất của tôi là ATD để mà vừa áp dụng, thay đổi và đào tạo để cho cái doanh nghiệp tự hoạt động chứ không cần phải đến tôi nữa. Tạo cái mỗi cái văn hóa công ty làm sao nó chuyên nghiệp để khách hàng nhìn vào họ thấy độ chuyên nghiệp của mình, cái thương hiệu của mình nó được nâng tầm hơn. Sau khi học về thì mình áp dụng ngay cái thời gian của mình. Mình trao quyền, trao việc thì tự nhiên cái thời gian mình nó giảm đi rất là nhiều.